Không ho. Bệnh bệnh mấy hôm, bệnh từ hôm nào? Hai thứ tư là tôi khỏi rồi cô. Rồi xong cái thứ hai, đến thứ tư là nghỉ học. Nghỉ luôn cô. Nghỉ luôn Cô xong cho rồi thứ năm đi học lại. Đi không, học cô lại cho nghỉ chưa? nguyên một tuần luôn đó cô. Ok, cô cho nghỉ một tuần luôn. Rồi. Cô cũng COVID, cô cũng bệnh như con, nhưng mà cô bị ho nhiều lắm. Cô ho nhiều hơn. Cô không mệt, cô cũng không có mệt nhiều nhưng mà cô bị ho ấy. Rồi. Ở đây, bài tập mình làm chưa nhỉ? Rồi, ok, bây giờ mình đọc và cho cô đáp án nha. Can you? Can you fly là không? Còn là Câu số 2 là parrot. Câu số 2 là parrot. parrot. Ok. This is a bird, but it can't fly. It can't fly, đúng không? Đúng No, not parrot. Not parrot. Đọc lại cô nào. Đọc, đọc. These animals. is Name. animal Starts from with with P. Ok, con hiểu không? Cái tên của là con này là bắt đầu bằng chữ P đúng không? Nhưng con nhầm rồi, nó không phải là parrot. Tiếp nào. It what it can fly. can't It fly là gì? là con chim cũng không Đúng. được bay. Đúng rồi, nó không thể bay, vậy là con chim nào? Con chim cũng có đúng con. Chính xác, chính cục đọc là gì? Biết viết không? Có biết viết không? Chim ấm cực cũng không biết còn Ok, penguin. hang Pen Penguin. Penguin. Viết rồi cho cô nha. Penguin. để con biết còn quyền là chim cánh cụt. Cô ăn cơm hả cô? Con sữa chua. Cho tỉnh ngủ. Ok, đọc lại cô. Penguin. 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 Hay nguyện Very good. Câu tiếp theo. là is of the Often, this is this often is awful a pet. is a bear is can you some for Cái gì cũng đọc cái gì vậy Trang? Tiếp. It can fly. can fly and Some some of for them. them tie can Talk. tie Can talk talk. talk like con Okay, what animal? Con gì nào? là Đúng rồi, đọc lại. Parrot. Hãy Ok, viết subscribe xuống cho con. Parrot. Làm rồi mà sao có hai câu rồi. nhiều rồi cô. Rồi, câu số 4 nào.
Con làm mà con xóa cô cũng quên lưu lại xong giờ cũng quên rồi cô. Ừ, vậy bây giờ làm lại nha. Vậy mình phải viết xuống giấy chứ. Con có viết xuống giấy nhưng mà con để vào, con biết sao mà lúc đó là con chưa có giấy đâu, con xin chị con một tờ xong mà con để đâu con lại mất luôn rồi đó cô. Vậy thì bây giờ phải làm lại rồi. Câu số 4. It's one is good at jumping. Ok, stop ở đây đã. Good at jumping có nghĩa là gì nhớ không? Là nhảy giỏi cô. Giỏi, chính xác, nhảy giỏi. Giỏi nhảy. Rồi, tiếp nào. It is It's a tie tall, and tall and has has a a long tail. tie, tail is kangaroo. Very good, kangaroo. Viết kangaroo xuống cho cô. Cô không viết đâu, con phải tự viết. Uno. Finish. Okay. Khi nào Con luôn xong thì nói finish. rồi, cô finish. Xong chưa? Rồi Ok, khi xong thì say finish kangaroo, đúng chưa? Finish, chính xác. Correct. Đúng không rồi cô. con? Giỏi, con số 5 nào. And it's Thằng này không eating. biết. Eating cái gì? Spiders. It's spider and living in the Okay, in the sun. Con gì nào? con gì khó thôi. Ngủ mà cũng còn ngủ giờ sáng. Okay, ngủ trong mặt trời. Ngủ dưới ánh mặt trời. Có nhiều người bức tranh. Ok, nhiều người bức tranh nào. Con gì? Con này con gì? Good Lisa. job, lizard. Viết lizard cho cô. Giỏi, nhớ được chữ đó đọc lizard là tốt rồi. Lizard. Đó cô cứ nói là cô hò nhiều á. Viết nha. Finish. Đấy thì chưa có. Con để con lờ cái nhóm này để coi tự họ nhắn nhiều quá hỏi coi đã con gì. Lisa. Finish go. Ok. It right? Đúng chưa? Đúng Giỏi, câu số 6 nào. Làm nhanh hơn nữa nào. People people are afraid of. are afraid of this animal. Chief Tip is is cream in
the Chính xác rồi, con gì nào? Swim in the sea and afraid of these animal teeth. Afraid of là sợ nha, afraid of là sợ. Con gì nào? It's Good job, shark. Baby shark. finish. Job. Number seven. Is animal lot Has. Cho nên là has has lost lost of hair hair on on its its head head. hand head like eating meat or lion. Excellent. Viết cho con nào. Lion. Cool. Câu số 8, câu cuối cùng nào. Câu cuối cuối cùng là is animal name sack green With tea D. D chứ. is S. very good swim as swimming Swimming. and jumping Very is good. Có gì con nào? cá hình cái heo D. rồi D. thì Dolphin. họ họ ở đúng Ok, dolphin. Viết cho con dolphin. rồi họ xin là cá voi Đúng rồi. rồi này. Em chết rồi, đi lộn rồi. Finish. Finish. Đúng chưa? Sorry. Ok, sorry chưa? Có biết đúng chưa nào? Giỏi, bây giờ đọc lại theo cô hết tất cả những từ này nha. What animal is it? What Shark. animal? Yes, Pet to Penguin. penguin. Again, penguin. Penguin. This one, Panda. It's panda. kangaroo. Kangaroo. Teal. Dolphin. Concrete. You know? Pa gì? Tangle. Parrot. Tangle. Paddle. What's Lion. this? Yes, một lần nữa nha. Lisa. Snow. Penguin. Bear green. Panda. Kangaroo. Dolphin. Parrot. Tiếp. Green tea. Penguin. Penguin. Tiếp Sao vậy con. nhìn nó có
Từ từ cô, cái màn hình đó nó bị dở chứng cô. Her two pin. Dolphin. Her pin. Nhớ chưa, về nhà có nhớ được cho cô không? Chứ hai từ này. Rồi bây giờ mình Ở có thể trả lời được câu này không, nhờ mình làm bài này chưa? dưới con chưa làm cô. Cô Ok, qua làm. lát nữa cô sẽ chỉ con làm nha. Bây giờ mình đã mất 15 phút để giải bài tập về nhà rồi. Nên là lát nữa cô sẽ chỉ con cách làm cái bài này. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ học bài tiếp theo. Hôm bữa mình học hết chưa nhỉ? Tuần này mình nghỉ mất một buổi đúng không? Tuần trước thì mình nghỉ mất hai buổi. Ok, bây giờ mình sẽ học các bộ phận trên cơ thể của động vật đúng không? Bài này mình làm rồi đúng không ta? Dạ đúng không cô? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ học các bộ phận trên cơ thể. What can you see here? Number one, đây là which parts of a crocodile can you see in the picture from 1 to 5? Đúng không? Đây là những cái bộ phận của một con gì đây? Một con crocodile. Chính xác, crocodile. So, number one, what are these? Is They are, có thấy không? Có hai thì mình sẽ trả lời là they are. K-R-E. Ear, con nói là ear. Yes. No, not ears. Eyes. Có cái tai nào nó một hình tròn màu vàng không con? Number Ok, number two, what's It's mouth. Very good. Three, what's this? Leg of foot. lệ Leg là gì biết không? là bàn bàn chân của Sai rồi. cẳng Leg. chân Lát là cẳng chân, còn foot là của là bàn chân mới đúng rồi. chính xác. Câu số 4, what's Không biết cái đó làm sao rồi. hồi nãy mình đọc rồi, mình có gì? A long tail. Long Yeah, tail. tail. Và số 5. Số 5 Năm là body. Baby. oh. Baby. Thay vì Baby là hả? gì? Thay vì là em bé của Đúng em rồi, biết bây chắc giờ. Đúng rồi, mình gọi là baby crocodile. Right? Mình sẽ đọc là vậy nha. Rồi, con cứ trẻ em thì mình, nếu như nhỏ thì mình sẽ thêm chữ baby vào. Baby crocodile, baby elephant, baby tiger, baby lion, như vậy nha. Đó là cách mình nói về em bé của những động vật. Rồi, đọc lại cho Eye, mouth, leg, foot, thigh, tail. tail, Tail. baby, tail, Tail. tail, Baby. baby, Mình đọc chữ baby bình thường, không đọc là baby, mình đọc là baby. Yeah, again, baby. baby, Baby. 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 Baby Tail. tail Tail. tail Okay, very good. Okay, whip pause. Okay, look. Rồi. Bây giờ mình sẽ đọc câu số 1 đến câu số 4 và trả lời cho cô yes or no, được chưa? Is a crocodile's mouth big or It's big. small? Very good. It's big, đúng không? Tại sao ở đây mình lại là trả lời là is? Con nhớ cô, hình như cô nhớ là con có dạy con cách trả lời is và they are, đúng không? Em đúng không cô? Ok, is mình dùng khi nào nè? Ít là dùng khi ít cần.
J-O là dùng khi nhiều. Ok, chính xác, giỏi. Bây giờ câu số 1, mình trả lời là it's big, đúng không? Hồi nãy con trả lời là it's big, chính xác. Bây giờ từ câu số 2, câu số 4, mình phải để ý và trả lời đúng cho cô là it's hoặc là they are nha. Câu số 2, is a crocodile's tail long or Long. Very good. Is long. 3. Are a crocodile's legs ugly or beautiful? They Very good, excellent. Có giỏi luôn, hiểu rồi, hiểu cách cô trả cô khách cách của cô rồi. Đúng không? Con thấy cái chữ is đúng không? Thì tất nhiên nó sẽ đi với chữ it. Còn chữ are thì đương nhiên nó sẽ đi với chữ they rồi. Dễ không á. Tiếp nào. Do you know that crocodiles come from eggs? ugly. Hello, cái mình thường có lên Okay. Do you know that crocodiles come from eggs? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Yes, I do. Excellent. Rồi. Vậy thì con cá sấu nó đẻ trứng đúng không? Ok, tiếp bây giờ mình sẽ có bây giờ mình sẽ đọc nào. Read seven questions. Đây là questions. Then decide if the answers are yes or no. Write your answers in pencil so if they are wrong, you can easily correct them. Okay. Now you will read from 1 to 7. Đọc cho cô từ câu số 1 đến câu 7 và trả lời cho cô yes or no. Crocodile Only one only live. in Không phải đọc theo cô chứ sao cô đọc thì con không đọc. Đọc lại, cô đọc là con phải đọc theo, cô đọc clip, con đọc in là sao? Lại, do. do Crocodiles crocodile only only live live in in rivers. Rivers, lại Yes or cho no? cô. Rivers là sông nha. Yes. Ok. Con ghi đáp án của con xuống. Gỡ nha. Lát nữa mình sẽ check với lại cái bài đọc. Đúng không Xem thử ta? con trả lời đúng hay sai. Đúng cho cô. Xong rồi còn Ok, câu số 2. câu số 2 là do crocodile what Open open their the eyes. I where Where gì? say means it Yes, ok, viết yes xuống cho cô. Lát nữa mình check nha, xem thử con có làm đúng không. Bây giờ mình chỉ đoán thôi, có thể con biết thì con trả lời, còn không biết thì mình có thể đoán. Number trời ơi, thích của con đây. Bố con thích với mình biết coi coi nhạc. Năm chung là năm bậc chung là cái three. rốt của Three. đời hàng hàng rốt của đời ở Queen ở Walking Swim and walk. Yes Anh Đẹp. Ủa sao ngồi như con mình được trời biết ta. Con ghi chữ y không được.
xong một kẻ. Ok, number four. Number four là do crocodile have long what time Has lots of gì? lots of Từ này mà không đọc nữa thôi luôn. Nó đọc đi. Teeth. Teeth là cái gì? cái gì ta? Con chưa học từ này cơ. Teeth mà con chưa học, con đừng nói con chưa học nha Trang. Tôi học hôm nay. Chứ con chỉ có không nhớ thôi chứ làm sao mà chưa học chữ này được. Chết là gì? Nhớ cho cô nào. Chết là răng. Răng. Yes or no? Vì yes xuống cho cô. Trời ơi, bây giờ đến chữ tis con còn không nhớ được hả ta Trang? Con phải về nhà con học lại đi nha. Được chưa, câu tiếp theo. Xong rồi con. Câu tiếp theo nào. Do crocodile eat no, do crocodile eat boss? No. Yes or no? Ok, viết no cho cô. Seven. Xong rồi con. Number seven. Is sale Is it safe? no Bà bác có is it safe? is safe to go swimming with a crocodile Okay, safe là an toàn. bạn phải đi chứ. No. No, okay, right now. And seven. Trời mất hơi mọi người ạ. Để bút khác. It's type rất là dài đó. Is baby crocodile Inside inside its is a for four four twenty weeks. weeks Okay, 20 weeks. is no. No. Ok, rồi. Viết no vào cho cô. Bây giờ, lúc nãy những cái mà con trả lời á là dựa theo suy nghĩ của những kiến thức của con có. Bây giờ mình sẽ đọc nha. Xem thử những cái câu đó của con là nó viết đúng hay viết sai nha. Rồi, câu số 1, đọc cho cô nào. Crocodile is with both animal And and sometimes sometimes they eat people as people do. do tip they They do not eat grass grass
and or all plants. blame. Ok, vậy lúc nãy mình có câu số mấy nhỉ? Câu sau con xem câu chờ xíu. Câu số 5 của con. Do crocodiles eat birds? Yes or no? No. Con Câu làm số no 5 đúng không? Câu số 5 con làm gì? Câu số 5 là no. Ok, vậy con đọc câu câu này thì nó là yes hay là no? Yes. Yes, rồi gạch đi, gạch chữ no đó đi, viết chữ yes rồi cho cô, ghi chữ y thôi nha, không cần viết chữ yes đâu. Chữ y là chữ yes rồi, còn n là no. Rồi. Tiếp nào, đọc câu số 2. Chờ chút cô. Xong rồi cô. Ok, đọc cho cô. Crocodile hang along thay thế Baby đâu, con nhìn kỹ lại cái chữ này cho cô nè. body Đúng rồi. and mouth and long tail. Tail. Tail Ok, con hiểu câu câu đầu tiên nó nói gì không? là con rất crocodile có một một cơ thể rất dài Giỏi. và cái mũi cái cái đuôi dài Rồi, ok, tiếp, đọc tiếp cho cô câu tiếp theo. and crocodile has some legs Short lại. foot bear B. Phúc thì Careful hai phụ because thì cơ and can scream and can run ok, vậy they can swim and can run too, đúng không? Vậy number 3. Cho cô xíu. Ok. Vậy number 3 con làm gì? Yes or no? Yes. Vậy theo con thì câu số 2 này con đọc xong thì nó là yes hay là no? là yes Yes, chính xác. Vậy mình làm đúng đúng không? Rồi, tiếp theo. Câu 3. năm bà mom mom the Mother. mother crocodile sit on the e i For r for about the trout clock 2 weeks, 2 weeks then they e the eggs. i s opened the mother Carries. can carries her for the for không yeah Thôi gì? đã Baby. thay vì rất là đáy in thu giờ river River. river Ok, river vậy câu số 7 nào. Câu số 7 là Is a baby crocodile inside its egg for 12 20 weeks? Yes or no?
con làm đâu? Ok, con làm vậy, con làm yes or no? Con làm ở đâu? Ok, vậy câu số 3 con đọc xong thì con sẽ chọn yes or no. Is a baby crocodile inside its egg for 20 weeks? Yes or Con chọn no? Yes, 20 weeks and con 12 weeks. Ok, be careful nha. Từ này mình đọc là, con này mình đọc là, nhìn vào màn hình con phải nhìn vào màn hình chứ. Từ này mình đọc là số này. cô số nào cô có thấy đâu cô. Cô đang viết lên màn hình đây. Cô viết lên màn hình rồi. Chiều Sao lại là treo hả Trang? Số này là số gì? chiều Số này là số chiều gì? chiều Hai số đều là tail. Vậy hai số giống nhau hay khác nhau mà đọc là tail? khác nhau mới đúng nhất. Thưa con đọc như nào? Twenty mới đúng. Rồi, chính xác. 20. Mình phải nghĩ, suy nghĩ trước khi nói chứ. Rồi, câu tiếp theo. Câu tiếp theo là chú thái vai crocodile in bay hạt Many pass. hot có chợ Of the world. ở the Some. some crocodile Only. only have Live. live in Ravy Reverse. Rivers some But. some crocodile kai live in sea do. Okay, in the sea too. Okay, vậy câu số 1. Do crocodiles only live in the rivers? Yes or no? Yes or no? Đây, dựa vào câu based on number 4. Yes or Yes. no? Yes. Đọc kỹ lại cho cô nào. No, mà đúng rồi. No đúng không? Con có hiểu không? Con đọc con có hiểu không? Em hiểu cô, mà nó nói lộn cô. Ừ, câu số 5. Câu số 5 là dây When. crocodile queen stay can stay There. chế mao no monster Are. ở under the quạt What gì? put Đọc lại, đọc lại. butter Rồi, but but there there I eyes the above above the the water crocodile I are on the top 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 hey is is hey head head Okay, so
Do crocodiles open their eyes when they are swimming? Yes or no? Yes, chính xác, yes. Bây giờ cô đọc câu hỏi, con đọc xong bài đọc, cô đọc câu hỏi thì con phải trả lời dựa theo bài đọc nha, không trả lời theo dựa theo suy nghĩ của con nữa, được chưa? Con hiểu không? Yes, câu số 5 là yes, chính xác. Câu số 6 nào, đọc tiếp cho cô. Look inside. Crocodile mouth And and you can flip fight high a or lot lot of lot cái gì vậy? Fight a hai ở of 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 tea they can have tea between between sitting no sức gì? City. City and I T T parrot Parrot, đúng rồi, parrot. People. I people have About about T no tree no her party mỗi đúng party chi Okay, vậy do crocodiles have a lot of teeth? Yes or no? Do crocodiles have lots of teeth? No. Yes. Lots of teeth là gì? Đây nè, lots of teeth nè, thấy chưa? Cô đọc câu này mà. Lots of là gì biết không? Chữ này là gì biết không? Có nghĩa là nhiều, được chưa? Đọc lại cô. Lots of. Lots of. Ok, câu cuối cùng. Câu cuối cùng là crocodile Dangerous. is Dangerous. Tiếp. anymore you Shoot. Shoot. should Never. go near Near. near Them. go Okay, con hiểu câu này không? yeah. Okay, dangerous là rất là nguy hiểm. Vậy crocodiles là gì? Rất ra rồi rất nguy hiểm Đúng rồi, là động vật rất nguy hiểm.
You should never go near them. Never là gì? Không bao giờ. không bao giờ. Dạ, bạn không bao giờ đi đến gần chúng. Vậy, câu này đúng hay sai? Is it safe to go swimming with a crocodile? Yes. No, No, đúng rồi, chính xác. Very good. đúng. Mình trả lời đúng Ừ. rồi Trời nè. ơi, bài này bài tập về nhà nha. Gì? Có. Bài này sẽ là bài tập về nhà. Không giải ở đây. Là sao cô? Con vẫn chưa hiểu. Con mình có À, giấy. Ồ, mình còn một nè. bài listen and write Con có về nhà làm luôn cho cô được không? Được, cô giữ gửi cái file nghe đi cô. Ok, cô sẽ gửi file nghe qua Zalo cho con và con làm bài nghe ở nhà cho cô nha. Rồi, trước khi nghỉ á, thì cô hướng dẫn con làm cái bài này nữa. Thứ hai mình học Cô. lại nha. Cái bài lúc nãy á, cái bài bài này nè, bài số 2 này nè. Được không? Can, con thấy không? Can gì đó. Ví dụ như là cho cô xíu. Rồi, đây 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 đây. Được chưa? Mình có các câu hỏi can này nọ, con đọc và con sẽ trả lời cho cô. Một là yes, được chưa? Yes thì con nhìn. It con sẽ xem là it can hoặc là they can. Nếu như là yes. Được chưa? Còn nếu là no thì mình sẽ là it gì? It isn't đâu, it cannot. Mình thêm chữ not vào cho cô, được chưa? Rồi, khi nào mình dùng it, khi nào mình dùng they nào? Khi về thì mình dùng đây, khi ít thì mình dùng. Đúng rồi, vậy đối với câu này thì con sẽ dùng they hay dùng it nào? Dùng đây Câu này mình dùng they hay dùng it nào? Câu này nào? dùng đây Câu này nào? đây It. Câu này nào? số 7 là đây. Ok, câu này nào? Câu số 7 là Ok, chính xác. Nhớ chưa? They can hoặc là no thì mình thêm chữ nát, not vào. Ok, con nhìn câu này đúng không? Con nhìn câu số 1 rồi con làm. Được chưa? Rồi, ok. Bye bye nha. sau thôi đúng không cô? Ok, con có thể viết ra giấy. Bởi vì đó chỉ là ảnh thôi, con không có đánh được trên máy tính đâu. Nên con viết ra giấy cũng được nha. Bye bye.